Xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa nhận được bộ 5 anh em siêu nhân gao này, hàng từ China. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem cái sản phẩm này thì nó sẽ như thế nào. Bộ này thì mình mua của một bạn ở trên hội. Thì bạn này bán cái bộ này giá là 150.000, chưa tính tiền ship. Cái hộp thì nó khá là sơ sài, khá là ọp ẹp. Ngoài cái phần hình ảnh minh họa ở phía mặt trước của cái hộp thì phía sau cũng chẳng có thêm cái thông tin gì. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem chi tiết và chất lượng của sản phẩm như thế nào. Trên thị trường thì cũng có khá nhiều cái bộ sản phẩm tương tự như vậy, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là thứ nhất là nó sẽ không có đủ cái vũ khí. Cái thứ hai là màu sắc của từng nhân vật nó sẽ không có đúng. Ví dụ như là gao châu thì lại là màu đỏ, gao đại bàng thì lại là màu xanh, ví dụ vậy. Bộ này thì là đủ vũ khí và màu sắc của từng nhân vật thì nó đúng. Rồi, bóc em đầu tiên lên để xem như thế nào. Đầu tiên thì thấy là cái khớp này nó hơi lỏng, màu sắc thì chưa có đầy đủ. Rồi chỗ khớp tay thì chỉ có dơ trước dơ sau, gập kiểu chứ không có gian ra được. Khớp háng thì gian chân ra hơi khó khăn. Phần cuối thì nó bị hở miệng, là do cái khớp ở dưới cái háng. Cái đó phải chút xíu mình phải bóp chặt lại. Rồi, chút xíu xử lý sau, tạm thời để qua một bên. Rồi châu, cái chỗ khớp háng này cũng bị tương tự như vậy. Khớp ở phần chân thì chỉ có khớp háng, khớp gối. Khớp háng thì đó mình có thể mình bẻ ra ngang ra như vậy được. Phần màu sắc của cái nhân vật thì đây là cái màu sẵn có của nhựa, có nghĩa là khi người ta đổ khuôn, khi nhà sản xuất người ta đổ khuôn thì người ta thêm màu vô hơi trong cái phần nhựa và đổ khuôn, chứ không phải là người ta đổ khuôn sau đó rồi người ta sơn màu lên xong. Thì như vậy thì cái màu sắc nó không có được tinh tắn, nó không có được chi tiết. Nó thiếu đi nhiều cái màu sắc ở những cái chi tiết như là cái găng tay, cái giày, cái cổ, cái phù hiệu ở trên ngực. Sản phẩm này thì thực tế là mình có thể mình sẽ sơn lại cho nó đúng với lại cái nhân vật ở trên phim, nó cũng khá là dễ thôi. Thì vì nó là cái màu của nhựa, nó không có cái lớp sơn bên ngoài, nên là mình có thể mình dùng cái giấy nhám, mình chà nhám và mình phủ sơn ló, sau đó mình sơn lại đúng theo cái màu của các nhân vật trên phim thì nó sẽ khá là đơn giản. Thì cái này thì mình có thể mình sẽ làm trong một vài cái video sắp tới, thì các bạn nhớ theo dõi và đón xem. Chiếc ở trên cái hộp sản phẩm đó là có cái dòng chữ Power Ranger, thì đây là cái phiên bản Gao Ranger của Mỹ. Thì các nhân vật thì mình nhìn thấy nó cơ bắp hơn, còn nhân vật hổ trắng thì không có mang váy, nhìn cái body thì nó thon gọn, nhìn nó rất là nữ tính so với các anh trai cơ bắp đủ sung trong đội. Thì cái khớp này chủ gối còn có một cái khả năng đặc biệt là xoay ngược 180 độ ra đằng sau. Thì cái khả năng này nó khá là hữu ích, chẳng có cái tác dụng gì. Phụ kiện đi kèm với bộ sản phẩm này là bộ vũ khí rất là đầy đủ, gồm có kiếm gao, rồi vũ khí riêng của từng nhân vật. Thì cái bộ vũ khí này thì vẫn còn là cái màu nguyên bản của nhựa. Thì cái này thì mình có thể dễ dàng mình sơn lên, mình sơn lại là custom lại.
cho nó đúng với lại thực tế trên phim thì nó cũng không có khó khăn lắm. Thì cái này thì khi nào mà mình làm cái clip sơn lại cái nhân vật thì mình sẽ sơn luôn cái bộ vũ khí này. Giờ thì lên đồ, lên vũ khí cho các em nó chuẩn bị đi đánh quái vật thôi. Lên đồ, lên hình, nhìn cũng ngon lành, cành đào cũng đứt gì và này nọ, nhìn đâu có China lắm đâu, phải không các bạn?